Chào mừng các bạn đến với kênh Love Healing 149. Trong tập ngày hôm nay thì mình sẽ giúp cho các bạn nhận biết bản thân bạn đang thiết lập ranh giới đúng cách hay chưa. Nếu cơ thể và tâm hồn của bạn là một ngôi nhà với mảnh vườn tươi đẹp mà bạn đã có công chăm sóc, vậy bạn đang dựng cái hàng rào như thế nào để bảo vệ ngôi nhà và mảnh vườn quý giá đó? Có 4 kiểu hàng rào bảo vệ, chúng ta cùng bắt đầu nhé. Thứ nhất là kiểu đóng kín, nghĩa là bạn đang xây một bức tường thành thật cao bao quanh ngôi nhà và mảnh vườn của bạn, giống như một cái pháo đài. Và thậm chí nó còn không có cửa cổng để bất kỳ ai có thể ra vào. Đặc trưng của kiểu ranh giới đóng kín này là bạn luôn tránh xa người khác giới. Bạn không tin vào tình yêu, bạn sợ hãi tình yêu, bạn né tránh các mối quan hệ thân mật. Bạn không muốn chia sẻ cuộc sống cá nhân cùng với bất kỳ một ai khác. Kiểu ranh giới đóng kín này đồng nghĩa với việc trái tim của bạn đang bị khóa chặt. Lý do có thể là từ những chấn thương tâm lý mà bạn chưa được chữa lành. Bạn có thể từng bị phản bội khiến bạn mất niềm tin vào tình yêu và người khác giới. Loại hàng rào thứ hai thì đối lập hoàn toàn với loại một. Đó là bạn không xây cái hàng rào nào để bảo vệ ngôi nhà và khu vườn của mình. Bạn để cho bất kỳ ai muốn bước vào nhà và vườn của mình cũng được. Họ muốn đập phá, dẫm đạp, muốn làm gì với nó thì làm, mà bạn không hề có một ý kiến hay sự phản kháng nào. Chắc chắn là trong trường hợp này thì ngôi nhà và mảnh vườn quý báu của bạn sớm muộn gì cũng bị hư hại, phá hủy nặng nề. Tương tự trong mối quan hệ, nếu bạn cứ để mặc cho đối phương muốn đối xử với bạn như thế nào cũng được. Họ lợi dụng, sai khiến, áp đặt, coi thường, đánh đập hay xúc phạm bạn, thì đây là khi mà bạn không hề xây dựng hàng rào ranh giới trong mối quan hệ. Loại ranh giới thứ ba, bạn có thể hình dung là bạn bảo vệ ngôi nhà và khu vườn tươi đẹp của mình bằng một cái hàng rào gỗ siêu vẹo và yếu ớt. Tức là nó cũng có hàng rào đó, nhưng mà người khác có thể dễ dàng leo vào. Và thậm chí là hàng rào của bạn còn không có cửa cổng, cho nên nó rất dễ bị người khác tấn công. Đây là kiểu hàng rào phổ biến nhất, thường gặp nhất. Hầu như chúng ta ai cũng có ý thức bảo vệ bản thân mình trong những mối quan hệ. Tuy nhiên, do tâm lý không kiên định, dễ bị dao động, cho nên cái hàng rào mà chúng ta xây dựng nên quá yếu ớt, quá mong manh, không đủ để bảo vệ bạn trước sự tấn công từ người khác. Khi xây dựng hàng rào kiểu này thì trong mối quan hệ tình cảm, chúng ta dễ có xu hướng chia sẻ quá nhiều những thông tin và cuộc sống cá nhân mà không cần biết rằng đối phương có xứng đáng, có thật sự đáng tin tưởng để chúng ta chia sẻ cuộc sống của mình hay không. Chúng ta dễ bị tác động bởi những ý kiến của đối phương, dễ để cho họ áp đặt những quan điểm, suy nghĩ của họ lên bản thân mình. Bởi vì chúng ta thiếu kiên định hay do dự, thiếu quyết đoán, thiếu lý trí. Chúng ta cũng có xu hướng dễ chấp nhận và dễ tha thứ cho những hành vi thiếu tôn trọng của đối phương. Và chúng ta dễ mũi lòng, luôn sợ bị từ chối, luôn đấu tranh tư tưởng khi nói không. Lý do của việc này xuất phát từ gia đình và tuổi thơ của chúng ta, cách mà cha mẹ đã đối xử với chúng ta. Nếu những bậc cha mẹ hiểu về tầm quan trọng của ranh giới, thì họ sẽ tôn trọng ranh giới của con cái và biết dạy dỗ con cái xây dựng hàng rào ranh giới đúng đắn ngay từ nhỏ. Tuy nhiên, đa phần cha mẹ của chúng ta đều không hiểu được tầm quan trọng của ranh giới và các bậc phụ huynh thường lấy quyền làm cha mẹ để xâm phạm quyền riêng tư của con cái. Như quản lý các mối quan hệ bạn bè của con, có những hành vi như đọc trộm nhật ký, lục lọi đồ đạc của con cái, tự tiện xâm phạm không gian riêng của con, hay bắt con phải tuân theo lệnh và không được chống đối. Với những đứa trẻ quen với việc bị cha mẹ xâm phạm ranh giới và không được tôn trọng, thì lớn lên chúng sẽ thoải mái để cho người khác xâm phạm ranh giới của mình mà vẫn cảm thấy hoàn toàn bình thường với điều đó. Chúng không có tiêu chuẩn và không biết cách xây dựng ranh giới lành mạnh trong các mối quan hệ, không biết lên tiếng bảo vệ bản thân khi cần, luôn muốn làm hài lòng người khác và chấp nhận chịu đựng một mối quan hệ độc hại. Tuy nhiên, cha mẹ chúng ta có thể bị ảnh hưởng từ cách giáo dục của ông bà, nên chính họ cũng không hiểu ranh giới là gì và không nhận thức được tầm quan trọng của việc thiết lập ranh giới. Cho nên chúng ta cũng không thể trách cha mẹ mình và cũng không thể nào thay đổi tuổi thơ của mình. Cách duy nhất chúng ta có thể làm là nhận ra tầm quan trọng của việc xây dựng ranh giới trong các mối quan hệ, đặc biệt là trong tình yêu, và bắt tay vào việc xây dựng một ranh giới lành mạnh ngay từ hôm nay sau khi bạn xem xong video này.
Loại hàng rào thứ tư là hàng rào lành mạnh. Đó chính là việc bạn bảo vệ ngôi nhà và mảnh vườn quý giá của mình bằng cách xây lên một cái hàng rào bằng gạch chắc chắn, vững chãi, có cánh cổng ra vào và bạn là người nắm giữ chìa khóa. Bạn có quyền khóa cánh cổng đó lại để từ chối đón nhận những vị khách nào bất lịch sự, thiếu văn minh, có ý đồ lợi dụng, tấn công hay muốn phá hoại ngôi nhà quý báu của bạn. Và đối với những vị khách nào tốt tính, đàng hoàng, lịch sự thì bạn sẵn sàng mở cổng để chào đón họ đến với ngôi nhà thân yêu của mình. Cách để bạn phân biệt hai loại khách này thì bạn xem lại video tập 5. Khi bạn xây dựng được hàng rào ranh giới lành mạnh thì bạn sẽ tự tin nói không mà không hề cảm thấy tội lỗi. Bạn không thỏa hiệp, không bị áp đặt các suy nghĩ niềm tin trong cuộc sống bởi người khác. Không ai được phép đổ lỗi cho bạn về những cảm xúc và hành vi của họ. Và bạn không chịu trách nhiệm về bất kỳ một ai. Bạn biết cách chia sẻ những thông tin và cuộc sống cá nhân của mình đúng người, đúng đối tượng. Bây giờ thì bạn đã nhận biết được bản thân mình thuộc loại nào chưa? Nếu chưa có hàng rào ranh giới lành mạnh thì bạn hãy tự tin thiết lập nó ngay từ bây giờ. Đừng cảm thấy có lỗi với bất kỳ một ai, cho dù đó là người yêu của bạn, là vợ chồng của bạn, là bạn bè, đồng nghiệp hay thậm chí là người thân trong gia đình. Hãy kiên định, dứt khoát và học cách nói không một cách rõ ràng trong những tình huống cần thiết. Người thật sự biết suy nghĩ, có nhận thức và yêu thương bạn thì họ sẽ tôn trọng hàng rào ranh giới của bạn. Và họ sẽ biết cách điều chỉnh để những hành vi của họ được bạn mở cổng chào đón. Bạn hãy nhớ, chính bạn là người dạy cho người khác cách họ đối xử với bạn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.